ngủ với gái xinh. Mệt quá, đã đọc sách cả ngày rồi, còn hai hôm nữa là đến kỳ thi. Mình phải ra thị trấn cầm thú một lúc cho khuây khỏa mới được. Chà, sầm uất quá, kinh thành có khác. À! Xin lỗi cô, tôi vô ý quá, để tôi nhặt giúp cô. Công tử, táo của cô đây, thành thật xin lỗi. Không sao ạ. Người đâu mà đẹp thế không biết, ước gì... Không được, tỉnh lại đi nào. Phải tập trung vào việc đèn sách cho tốt đã. Sau này công thành danh toại, chắc chắn mình sẽ tìm được nàng bằng được. Giấc mơ thật kỳ lạ, không biết là điềm báo gì đây. Không, chắc do mình mệt quá, mơ lung tung đấy mà. Không, không được, ngày mai mình phải tìm thầy giải mộng mới được. Tốt nhất là anh nên về quê thôi. Về quê? Sao, sao lại thế ạ? Giấc mơ đó là điềm gỡ. Anh xem, trồng rau trên tường không phải là phí công sức sao? Đội mũ che ô chẳng phải là thừa sao? Cô gái đã nằm trên giường còn quay lưng lại chẳng phải là hết mong chờ được gì nữa sao? Thất bại rồi. Thật thế ư, thưa thầy? Tôi đã xem và giải mộng cho hàng ngàn người, anh không tin tôi sao? Vậy cứ đi thi đi, đến lúc uổng công thì đừng có trách tôi nhé. Mà chưa biết chừng anh đi thi còn gặp chuyện rắc rối nữa ấy chứ. Đúng là điềm báo rồi, khi không lại mơ giấc mơ kỳ lạ đến vậy. Chỉ còn một ngày nữa là thi rồi. Chán quá, số mình thật xui xẻo. Công danh, tình yêu, mình đều không được gì cả. Thế thì còn ở lại đây làm gì nữa? Ông chủ, cho tôi trả phòng. Sao? Trả phòng ư? Vâng, chiều nay tôi sẽ hồi hương. Sao? Hồi hương ư? Chẳng phải ngày mai khách quan sẽ dự thi sao? Sao hôm nay lại muốn về quê? Chuyện là thế này. Thế đấy, điềm gỡ đã báo trước. Vậy thì tôi còn tốn công đi thi làm gì? Đằng nào cũng trượt thì về quê luôn cho sớm. Khách quan cứ bình tĩnh, tôi cũng biết nhiều về giải mộng. Khách quan hãy nghe đây. Là sao ạ? Này nhé, trồng rau trên tường chẳng phải là chỗ rất cao sao? Đội nón che ô không phải là lần này cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi sao? Nằm đối lưng với cô gái đó không phải là chỉ cần trở mình là đến nơi sao? Điều đó chẳng phải báo trước cậu sẽ gặp điềm lành sao? Ồ, nghe cũng thật có lý. Giải mộng cũng chỉ là giải mộng mà thôi. Quan trọng là khách quan phải tin vào năng lực của bản thân. Đã chuẩn bị kỹ càng rồi thì còn gì phải lo lắng nữa. Cứ tự tin đi thi, ắt sẽ đỗ cao. Cảm ơn ông, tôi sẽ không bỏ cuộc.
khuyên tôi, đúng là phải tin tưởng vào bản thân thì mới có nhiều cơ hội dẫn tới thành công. Ồ, không có gì, không có gì, chúc mừng Tân Quang. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Con của sư tử. Tranh thủ chúng đang ngủ, mình đi kiếm chút đồ ăn vậy. Ôi chao, thơm thật. Không biết ai giấu ở đây, mình may thật. Hũ mật ong đâu mất rồi? Ôi, chị Cáo ơi. Thôi chết, chị Cáo, chị có thấy đứa nào lấy hũ mật ong của tôi không? À, hóa ra anh Gấu đấy hả? Có kẻ nào đó đã trộm mật ong của anh. Thấy bước chân tôi đến, hắn đã để lại hũ mật ong này giữa đường mà chạy mất. Tôi nghĩ nó là của anh, nên cũng đang định đi tìm để trả lại đây. Hóa ra vậy, cảm ơn chị nhé. Thôi, tôi phải đi đây. Anh đem hũ mật ong đi đâu mà vội thế? À, chị chưa biết gì sao? Chị sư tử mới sinh đấy. Một chú sư tử khỏe khoắn lắm. Mọi người đều đã mang quà đi chúc mừng hết cả rồi. Tôi cũng chuẩn bị chút quà này tới chúc mừng chị ấy. Thôi, tôi đi đây. Đẻ có mỗi một đứa thì có gì to tát mà chúc với mừng. Mình đây đẻ một lần 3-4 đứa ấy chứ. Vậy mà chẳng thấy có đứa nào đến thăm. Cũng chẳng bao giờ có quà cáp gì cả. Thật là bất công. Chúa Sơn Lâm Hổ đã qua đời. Các cậu nghĩ sao về chức nữ Chúa Sơn Lâm mới lần này? Chị Sư Tử và chị Cáo là hai ứng cử viên sáng giá nhất rồi còn gì. Chị Sư Tử thì khỏe mạnh uy quyền, còn chị Cáo thì nhanh nhẹn tinh khôn. Lần này cuộc cạnh tranh có vẻ căng thẳng lắm đây. Mình nghĩ chị Sư Tử sẽ thắng cuộc thôi. Hơ, Sư Tử là cái gì chứ? Chúng dám khinh thường ta. Được, để rồi xem. Phải có cách gì đó mới được. Ta nhất định phải thắng lần này. Hôm nay là ngày quyết định lựa chọn nữ chúa rồi. Sao chị sư tử mãi chưa đến thế nhỉ? Không đến thì phải chịu thua thôi. Quyết định quan trọng thế này mà còn vắng mặt thì làm ăn gì được. Kiểu gì chức nữ chúa chẳng thuộc về mình cơ chứ. Trời ơi, con tôi. Sư tử con đâu rồi? Sư tử con bị mất tích rồi. Chị sư tử đang lo lắng lắm. Chúng ta đến đó xem sao. Phải đi tìm sư tử con nữa chứ. Nhanh lên thôi. Ơ, sao đi hết thế? Thế còn chức nữ chúa Sơn Lâm thì sao? Tất cả chỉ vì một con sư tử nhãi nhép. Nó chỉ đáng một bữa ăn của ta. Sư tử con ở đâu? Sư tử con ơi. Phải canh giữ cẩn thận. Mẹ đã dặn rồi đấy. Nó chính là kẻ thù của chúng ta. Thả tôi ra. Thả tôi ra mau. Có im ngay không? Là sư tử con. Mẹ, con không sao chứ? Sư tử con đây rồi. May quá không sao cả. Chuyện gì vậy? Các con đừng sợ. Hóa ra đều là do họ nhà Cáo. Thật đúng là đồ quỷ quyệt. Chức nữ chúa Sơn Lâm lần này chắc chắn sẽ là của chị sư tử rồi. Loài cáo gian xảo sao có thể làm chủ rừng xanh được chứ? Sao lại không thể? So với sư tử, ta chẳng có gì thua kém. Ta mới xứng đáng làm nữ chúa Sơn Lâm. Mỗi lần đẻ, ta có thể đẻ 3-4 đứa. Chứ đâu như sư tử nhà ngươi, sinh được một thằng oắt con mà cứ loạn hết cả lên. Có gì mà giỏi giang. Đúng, ta chỉ sinh một đứa, nhưng đó là sư tử, có sức mạnh và sự trung thực, chứ không phải là một lũ những kẻ lừa đảo gian manh. Cáo và chim ưng lập hội. Ha 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 ha!
bọn chúng đông vui quá, nhảy nhót hát hò ầm ĩ suốt ngày, còn mình chẳng có lấy một người bạn. Buồn quá đi mất. À, chào bạn sóc và bạn thỏ. Cáo, cáo kìa, chúng ta chạy nhanh thôi. Sao chúng chạy nhanh thế nhỉ? Hôm nay mình chỉ định làm lành với chúng thôi, chứ có định ăn thịt chúng đâu cơ chứ. Người cười cái gì thế? Khổ thân, định làm bạn với chúng mà bị chúng hắt hủi. Hừ, ai bảo thế? Ta mà phải làm bạn với chúng à? Thật là nực cười. Thôi thôi, không phải giấu, cả cái khu rừng này ai ai cũng có bạn, chỉ có mỗi tôi và cậu là lẻ loi một mình thôi. Này, hay là hai chúng ta kết bạn đi, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ vui buồn. Bọn nhóc trong khu rừng sẽ không đứa nào dám khinh thường chúng ta nữa. Ờ, ý hay đấy. Được, thế từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé. Nhưng bạn bè thì phải luôn gần nhau chứ. Ừ, hay là chúng ta chuyển về sống gần nhà nhau, như thế mới thắt chặt được tình bạn. Cũng hay, vậy quyết định thế nhé. Cáo ơi, tôi ở trên này nhé. Có việc gì gọi tôi sẽ xuống ngay. Tôi biết rồi, tôi cũng thế, nếu có gì gọi tôi nhé. Con ở nhà ngoan, để mẹ đi kiếm chút thức ăn nhé. Chim ưng ơi, giúp tôi trông con một lát nhé. Ừ, được rồi. Mẹ, mẹ ơi, đói quá, đói quá. Ừ ừ, mẹ sẽ đi kiếm thức ăn ngay đây. Mà lại phải trông cáo con nữa chứ. Mình cũng đói bụng quá, mà trời mưa to thế này thì đi đâu kiếm thức ăn bây giờ. Mẹ ơi, đói, đói. Trông hấp dẫn quá. Trời ơi, con tôi, con đâu rồi? Thôi chết. À, hóa ra là mày. Sao dám làm hại con tao? Bạn bè gì mày? Đúng, là ta đã làm đấy. Nào, trèo lên đây mà trả thù này. Ngon rồi đây. Ăn trộm hả? Ném chết nó đi. May quá, thoát thân rồi. Trời ơi, các con tôi. Cháy, cháy. Đáng đời nhà ngươi. Các con tôi. Con cáo đáng chết kia. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Thoát chết nhờ tài ứng biến. Thần kính chào bệ hạ, thần có việc gấp muốn cầu kiến bệ hạ. Thưa bệ hạ, thần e rằng sắp có điều xấu xảy ra trong cung. Điều xấu ư? Thật nực cười, mọi việc trong cung đang rất tốt, liệu có thể có việc gì được chứ? Thưa bệ hạ, quả thật thần không dám nói đùa. Thần đã quan sát rất kỹ sự thay đổi bất thường của các chòm sao phía đông nam mấy ngày nay. Trong 7 ngày tới, trong cung sẽ có đại tang. Sao cơ? Nghĩa là có người qua đời ư? Thật khó tin, người nói rõ hơn được không? Thần có thể nhìn thấy đó là một người lớn tuổi, được mọi người kính trọng và có quan hệ rất gần gũi với nhà vua. Nếu thần không nhầm, đó chính là thân mẫu bệ hạ, quốc mẫu Marie Joseph. Ngươi vừa nói gì vậy? Chuyện này không thể đùa được. Nếu sự việc không như dự đoán, thì ngươi sẽ phải đem đầu ra chịu tội. Ngươi thật to gan, đến thân mẫu bệ hạ mà ngươi cũng dám nói bừa. Ngươi đúng là chán sống rồi. Thần xin lấy tính mạng đảm bảo cho những gì thần nói. Được rồi, cho ngươi lui. Chuyện này cấm không được tiết lộ ra ngoài. Kính chào bệ hạ, kính chào hoàng hậu. Ôi,
Bệ hạ tin làm gì mấy cái chuyện chiêm tinh vớ vẩn ấy để thêm sầu não cho bản thân. Thần mẫu đang mạnh khỏe thế, làm sao có chuyện gì trong mấy ngày được chứ. Hy vọng hoàng hậu nói đúng, có thể ta đã lo lắng thái quá rồi. Thôi bệ hạ, quốc mẫu vừa đột ngột qua đời rồi. Trời ơi, lẽ nào lời tiên đoán đã trở thành sự thật? Gã chim tinh kia thật nguy hiểm. Nếu gã ta có khả năng tiên tri thần thánh như vậy thì trước sau hắn cũng cản trở cho con đường thâu tóm quyền lực của ta. Phải nhanh chóng trừ khử hắn. Xin bệ hạ đừng quá đau buồn mà mất đi sự sáng suốt. Thần thiết khép hắn vào tội chết, cố ý hãm hại quốc mẫu, rồi cho binh lính vào tóm gọn hắn. Thế thì chúng ta đã trừ khử được một mối họa. Kính chào bệ hạ, tôn kính, kính chào hoàng hậu. Nhà ngươi có tài tiên đoán số phận người khác, vậy ngươi có thể nhìn thấy trước số phận của mình không? Muôn tâu bệ hạ, vận mệnh của thần là luôn luôn bên cạnh phụng sự người. Số phận của thần gắn bó với sự hưng vong của quốc gia, và thần chỉ chết trước khi bệ hạ băng hà 3 ngày. Đúng vậy, trong thời gian qua ngươi đã thể hiện cho ta thấy khả năng tiên đoán thiên tài của ngươi. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi một ngự y tốt nhất vương quốc, luôn chăm lo sức khỏe cho ngươi. Hy vọng ngươi luôn luôn khỏe mạnh để cống hiến nhiều hơn của quốc gia. Thần vô cùng biết ơn sự trọng đãi của người. Hạnh phúc ở trong mỗi người. Loài người, chúng ta đã làm bao nhiêu việc để phá hoại cuộc sống của chúng mà chúng vẫn tìm thấy hạnh phúc. Thật tức chết đi được mà. Sao bao đau khổ do chúng ta gây ra mà chúng vẫn tìm được hạnh phúc. Mất mặt cho loài yêu tinh chúng ta quá. Chúng ta sinh ra để làm cho loài người đau khổ, phải tìm cách gì đi chứ. Với loài người, hạnh phúc là thứ quý giá nhất. Chúng ta hãy giấu hạnh phúc của họ ở nơi mà họ không thể tìm ra được. Các người thấy sao? Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này. Chắc con người sẽ không tìm ra đâu. Không, rồi sẽ có ngày họ sẽ chinh phục được những đỉnh núi cao nhất. Vậy hãy cất giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm đi. Không, rồi họ sẽ thám hiểm đến tận đáy đại dương bằng những phương tiện hiện đại thôi. Mang giấu ở một hành tinh khác đi. Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ các hành tinh khác, rồi họ lại tìm ra thôi. Thưa đại vương, có một sự thật là con người hay tìm kiếm hạnh phúc ở khắp mọi nơi, nhìn thấy hạnh phúc nơi khác chứ không nhìn thấy hạnh phúc ở chính bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không tìm thấy được đâu. Đúng, tất cả các người hãy đem hạnh phúc của loài người giấu vào trong từng người để xem họ có thể tìm thấy nó được không. Ta vẫn thường tưởng rằng hạnh phúc đích thực là thứ gì đó rất to tát, xa xôi, mà không biết rằng hạnh phúc luôn ở rất gần, trong mỗi con người chúng ta. Điều quan trọng nhất là chúng ta biết tìm thấy, nhận ra và trân trọng nó.
bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.